nhạt nhòa vườn hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò, ai mua trăng không lại đây tôi bán trăng cho. Nhi mệt hả? Anh Tài, hồi nãy em đưa ông Lịch đi, em thấy em nghi nghi nên quay lại đây nè. Chị lên xe đi, chị muốn đi đâu em đưa chị đi. Anh Tài, anh đưa tôi lại công an ngay. Chị Nhãn, bộ có chuyện gì sao chị? Anh đưa tôi đi ngay. Chị Nhãn kìa, thằng cô. Cô giáo, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Anh Khôn, anh muốn gì? Tôi xin cô đừng làm lớn chuyện này, cô đừng đi thưa kiện. Đó là việc riêng của tôi. Tôi đừng, cô đừng lên xe. Ê, mày có quyền gì mà không cho cô giáo lên xe hả? Mất lịch sự. Tao chưa nói chuyện đến mày, tại sao mày lại lên tiếng mày? Tao chạy taxi, cổ là khách, tại sao chưa lên tiếng hả? Bây giờ mày muốn gì hả? Muốn gì? À, muốn gì? Đánh mặt mày. Đừng có đánh lộn nữa. Được rồi, anh Vô, muốn nói gì với tôi thì xin nói rõ hơn. Mất dạy, đánh không cho hay trước ha. Cô giáo, tôi gian cô, tôi xin cô, tôi yêu cầu cô bỏ qua vụ đó, cô đừng thưa kiện. Đó là chuyện của tôi. Anh không được xen vào. Tôi biết anh có dính líu vào vụ này. Một việc quá nhẫn tâm dã man như súc vật đã hủy hoại cuộc đời con gái như tôi. Quả chuyện ấy rất ghê, chứ tôi cũng khiếp sợ, nhưng đã lỡ xảy ra tôi tìm cô tâm sự, muốn khuyên cô vài lời tốt đẹp cho cô. Nói đi. Nếu cô kiện thưa thì trước tiên cô là người bị hại, vì cô là một nữ giáo viên nhiều danh dự, lại được học trò và phụ huynh quý mến. Nếu đổ bể vụ này, hậu quả sẽ ra sao?
lại thêm anh Du đang kẹt chưa về, anh sẽ nghĩ thế nào về người vợ như cô? Anh nín đi, tôi nhục nhã lắm rồi, chắc phải nuốt hận trong đời cho quý dữ nó dương quay. Cô giáo, tôi xin nói với cô câu cuối cùng là tôi ngăn cản cô là vì tôi quý cô, tôi mến cô, chứ không phải vì thằng Lãm. Bây giờ tùy cô định đoạt. Chào cô. Vật chứng đi thưa mày, bây giờ trở thành vô dụng. Tôi còn để làm gì đây? Sẽ cô Nhãn, cô Nhãn, cô Nhãn. Go, mời đây. Mai. Mai. Lãm. Chuyện gì vậy? Chỗ anh em. Không phải bữa nay tao sai mà tao nói. Mày muốn nói gì nói đại đi, mày ở đầu trước đón sau rồi. Tao muốn nói với mày là tao khuyên mày nên chấm dứt những cái thứ trò chơi nguy hiểm của mày. Thật chó. Tại sao? Mày chơi với tao lâu mày không hiểu ý tao gì hết trơn á. Tao không hiểu thì tao nói tại sao mày chửi tao chó. Nè, càng nguy hiểm thì càng thích thú, càng nguy hiểm càng chứng tỏ tài năng. Thôi đừng nói nữa con thỏ đế. Nè, vô cho tao mày 100% nghe chưa? Vô, vô. Đành vậy nhưng mà tao khuyên mày là... Không có khuyên vậy tao uống nè, không sai không về nghe mày. Rồi, vô, vô, vô. Khoan. Ô kìa, Nhãn. Nhãn, sao, sao cô lại đến chỗ này? Tôi muốn nói chuyện với anh. Được. Mời cô Nhãn ngồi. Cô Nhãn ngồi. Không, tôi mời anh ra ngoài để tôi nói chuyện riêng. Được. Nhưng còn bạn của tôi? Anh ấy ở đây chờ anh. Mời anh. Mời cô. Rồi đó, bây giờ cô muốn hỏi gì tôi thì hỏi đi. Tôi muốn hỏi tại sao. Tại sao mày hại đời tao thằng giả thú? Nhãn. Không nổi đâu. Thằng súc sanh, thằng súc sanh, tao giết mày. Cô Nhãn, cô Nhãn, Lãm, mày đi đi, đi lẹ. Buông ra, buông tao ra. Để tao tiến mệt như nó. Cô Nhãn, cô đừng làm như vậy, cô đừng làm như vậy. Trời ơi, tại sao tôi không giết được nó? Trời ơi, tôi thấy những mảnh danh thiếp và ảnh thằng Lãm mà tôi mới dán ghép lại đây là chứng cớ đó. Đúng rồi, có thể do thằng Lãm âm mưu và là thủ phạm hại chị Nhạn. Nhưng mà chị Nhạn không tố cáo, làm sao bây giờ? Phải con Nhạn nó về, mình tính lại với nó coi. Khuya quá rồi mà sao chị chưa về? Con lo trong bụng quá bác Năm à. Bác à, con đã nói hết lời mà chị không chịu về. Chị bảo con về trước đi, chị tối chị mới về, không biết chị đi đâu nữa. Thôi, các cháu yên tâm đi, khuya quá rồi. Thằng Tài, con Ba, về nghỉ đi, sáng còn đi làm nữa. Một lát nữa là con Nhãn nó về chứ, có gì đâu mà chờ. Dạ, thôi bác Năm cũng đi nghỉ đi. Bác còn coi nồi chè đã sáng có mà bán chứ. Thôi, đi về cho cô Hường nghỉ.
Đi Tài. Dạ xin phép bác Năm. Hương à. Dạ. Con đi nghỉ đi con. Dạ. Dạ, dạ không có gì đâu má. Má vô mình ngủ đi nha. Má.
Agogo. Agogo à. Go, Agogo, Agogo, go. Trời, mày làm cái gì chứ là mất hồn vậy mày? Sao không ăn gì trơn vậy? Ăn nè, ăn mà ăn không được mày ơi. Tại sao không được? Trời ơi, Lãm ơi. Chuyện gì vậy? Con Nhạn nó tự chết rồi. Mày đưa tao coi. Nè. Có ảnh. Đúng. Có giấy tờ. Phải. Ôi, chắc nó thật rồi ơi. Trời ơi, Lãm ơi, vậy là nó chết bất đắc kỳ tử. Mà cái con người ta mà đang sống vậy đó ha, mà chết bất đắc kỳ tử, chắc là nó linh lắm. Mày liệu hồn đó Lãm ơi. Thật bất ngờ. Cái gì mà bất ngờ vậy Lãm? Dạ má. Má đi đâu sớm vậy má? Đi mua một ít đồ dùng. Thấy tụi con nên má ghé lại đây. Má ơi,
Má ngồi ăn điểm tâm với con nha má. Dạ mời bác gái ngồi. Thôi thôi khỏi, bác không có ăn sáng. À con à, má dạ. Hỏi con có hay tin cô giáo Nhạn tự tử chưa? Dạ có mà. Dạ tờ báo này đăng tin có vớt một cái xác bị thối rữa không nhận diện được. Nhưng mà có hình ảnh, có giấy tờ trôi bên cạnh. Đúng là Nhạn thật rồi má ơi. Mà theo con có đúng là Nhạn thật không? Dạ thưa với bác, dạ con chắc đúng là cô Nhạn. Nếu đúng thì tụi con có biết lý do gì khiến cho cô ấy tự tử không? Không, con không biết. Đúng rồi, con không biết. Con không biết luôn. Lắm à, có lời sầm xì đàm tiếu rằng cô ấy mấy bữa trước có ấu đả với con ngoài phố, và họ cho rằng cô Nhạn vì bị làm nhục mà chết, phải không con? Không, không phải như vậy. Con không biết. Con không biết. Thưa bà con và các em, chị Nhạn đã ra đi đột ngột, không ai hiểu lý do. Cũng như tờ báo đã đưa tin, xác chết bị thối rữa không nhận diện được. May nhờ hình ảnh và giấy tờ trôi cảnh sát nên gia đình đến xin nhận xác về quả táng. Tôi xin thay mặt bà Năm cảm ơn bà con và các em đã đến chia buồn cùng ta quyến. Chị Lực, chị Năm. Chị ơi, con gái đã bỏ tôi mà vĩnh viễn đi xa, không trở về với bà mẹ khổ đau. Mới ba hôm trước nó về nhà ngay giữa đêm thâu chơi sáng viện xa xôi. Những lời kỳ lạ khiến cho tôi chột dạ nghi ngờ, không về có ngày này. Tôi cũng bị bất ngờ khi hay được thông tin, quốc hận gì mà lại quyên sinh. Chắc chị Nhạn con chịu lắm nỗi bất bình, tuyệt vọng nên phải liều mình. Chị Năm dặn bớt cơn phiền muộn mà lo bề hậu tang. Cảm ơn, xin cảm ơn chị Lực đã đến chia buồn với tôi. Chị Năm. Linh họ gọi tên, trả đồ đạc cá nhân rồi cho anh về. Có lẽ họ thấy không có tội và cũng chẳng biết gì mà khai báo. Ôi, chuyện qua rồi. Mà anh Du nè, anh có thể cho rằng ai hại anh hoặc làm liên lụy anh không? Chắc tại anh xui thôi. Nhưng qua rồi còn nhắc chi cho nó phiền cô. Thôi, tôi xin phép nha. À, anh Du, anh tính đi đâu vậy? À, bộ anh tính đi về nhà hả? À, cô Hương à, tôi có cái này nè. Cái gì vậy anh? Đây, thời gian ở trọng á, tôi học đang may tre. Cô đang thử cái sách may này nè, cô coi có đẹp hay là không. Ồ, trời ơi, đẹp quá. À, mà anh đang cho chị Nhạn đó hả? À, cho Nhạn đựng đồ cần dùng đi dạy học.
Bây giờ tôi lại trường đón nhạn về luôn nè. À khoan, anh Du à. À có gì nữa vậy cô Hương? Em muốn nói. Cô muốn nói cái gì? Có kìa, sao cô ngập ngừng vậy? Anh Du, chị Nhạn. Nhạn sao? Chị Nhạn không có đặt trường học. Ủa sao vậy? Tại sao Nhạn thôi dạy? Hay bị cách chức à? Không không, không phải như vậy. Mà chị Nhạn, chị Nhạn không còn nữa. Cô nói cái gì hả? Anh Du, chị Nhạn đã tự tử chết rồi. Trời trời ơi, tại sao vậy? Không, không thể nào, không thể nào đâu, không thể nào đâu. Anh Du ơi, nhưng đây là một sự thật buồn đau đã xảy ra rồi. Cơn mộng từ đâu cướp mất một người. Sóng gió cuộc đời nở một hương nhang, cớ sao duyên phận không tròn nửa chừng ly đoạn. Thương tiếc ai bao người lệ rơi trong đắng cay. Nhạn ơi, duyên chẳng tròn, duyên nợ chưa thành nợ mà em đã vội bỏ ra đi mãi. Trời ơi, anh đâu ngờ chưa hiệp đã lìa tan. Em Nhạn ơi, tại sao buổi lễ đánh hôn lại thành ngày vĩnh biệt chi duyên sẽ nở. Rồi anh sống sao đây qua những ngày đau khổ, nhớ nhớ thương thương người vợ đã ly trần. Không biết phải nói lời gì để an ủi được anh. Không, Nhạn không bao giờ chết được. Và Nhạn đang chờ tôi mỗi ngày hai buổi lúc tan trường. Nhạn ơi, Nhạn ơi, anh vừa mới thoát qua tai nạn, vội trở về tìm gặp em đây. Tặng cho em cái sách bằng máy để em đựng đồ dùng đi dạy học. Em hứa với anh đào tạo tương lai tươi đẹp, cũng như anh sửa xe máy cho đời sử dụng tốt hơn. Hai ta mơ công nhiều lắm, chẳng lẽ mong lành tan giờ sao? Cổng trường còn đó tường cao, sao cô giáo Nhạn đi đâu không về? Em Nhạn ơi, em Nhạn ơi, em Nhạn. Cháu Du, cháu Du thắp hương đi, rồi em bao một cơm nè. Chị Nhạn chết không còn thi thể, khiến cho dì năm quá đau lòng vì ám ảnh thê lương.
trong bao nỗi buồn thương khổ hận bất bình. Tại sao chị Nhạn lại đi tìm cái chết, có ẩn tình gì không thể nói ra, để một mình ấp ủ mối ưu tư càng đè nặng tâm hồn càng đau khổ. Rồi một ý nghĩ tối tăm của con người thất chi đã di quan một cô gái hiền lành. Dì Út, cô Hường, cái chết bất ngờ của Nhạn chắc chắn có nguyên nhân mờ ám. Đúng vậy. Anh Du à, anh hãy an tâm đi. Em và dì Út sẽ kết hợp với anh Tài để giúp anh tìm ra manh mối vụ này. Ơ kìa, anh Du. Anh Tài. Anh Du. Anh Tài. Anh Du. Em tới mừng anh và sẽ cùng với cô Hường, dì Út giúp anh vạch mặt kẻ ác gian. Yeah, yeah. Mồi hết rồi, hết mồi rồi. Hết mồi hả? À. Ăn nữa nha mấy em. Mỗi người một chục, uống năm lon nữa. Ăn hết vô định làm thôi. Thôi đi về chơi karaoke đi làm thôi. Không à, karaoke gì ngồi đây chơi đi ra. Ở dưới mặt đường lá hại lãm mày phải không? Thôi là tao nói mày nghe nè. Đang ba muốn là trời muốn. Phải không? Về thì về. Đi nha mấy em. Mấy em biết không? Cuộc đời của anh chỉ có hai thứ: ăn và chơi. Hết chơi là đi ăn đó. Ăn đã rồi chơi tiếp. Đã ăn chơi không vậy á? Cái cuộc nào cũng có mặt hai em này hộ tống, chứ thằng bạn chí cốt của tao nữa nè. À, nhưng mà tao cũng cảnh cáo mày. Ê, sao cảnh cáo mày? Tham thực cực thân, ăn chơi mà quá lố là chết bất đắc kỳ tử. Mày biết không? Chết bất đắc kỳ tử là cái chết ngu như con Nhạn á. Còn tao hả, nếu mà có chết cũng làm con ma no bụng mày hả? Thôi mày, thôi mày, đừng đụng chạm đến người khuất mặt khuất mày. Mày sợ hả? Ê mày coi chừng á, cái con Nhạn à, nó thành ma, nó về nó bẻ cổ, nó dặn họng mày, mày biết không? Bẻ họng mày á? Tao nói cho mày biết, mày đi kiếm nó, mày thương lượng trước đi. Để thôi chút xíu nữa đó, cái vong hồn của nó xúi dục mày về đến ngang chỗ cầu Bình Triệu đó là mày sẽ là gặp nó, mày biết không? À, gặp rồi sao? Mày gặp nó thì nó bắt hồn mày, nó bắt mày nhảy xuống sông, mày tự giận mày chết theo nó. Nói bậy, nói xàm. Tao giả mày không còn cái răng bây giờ. Mày làm như tao sợ ma lắm á, mà đem con Nhạn ra hù tao. Tao không có sợ đâu. Ê, nè Lãm. Nhì. Tao nói cho mày biết nha, mày đừng quên là hồi còn sống á, con Nhạn nó dám quậy mày ở nhà hàng, thấy không? Thì chết rồi nó sẽ quậy mày ở nhà xác. Dị đoan quang đường. Thôi lại xe đi về. Đi mấy em. Ê khoan. Cái gì vậy? Cái gì tự nhiên mày làm quan trọng vậy? Ê Du. Mày về hồi nào vậy Du? Ê mong xưa mày. Sao mày khỏe chứ? À khỏe Du. Tao tìm gặp mày để hỏi tại sao Nhạn tự tử. Ủa là giờ mày tự tử tại sao đi hỏi tao? Mà tao nghi rồi, tao nghi rồi, lâu ngày gặp lại chắc mày bị thần kinh quá. À đúng rồi, đúng rồi. À Google ơi, thằng bạn của tao nó bị biến thái rồi mày ơi. À, còn IC nó bị yếu điện á. Lắm. Đây không phải là lúc để mày bày kiêu ngạo, mà mày phải nghiêm chỉnh trả lời những điều muốn biết của anh Du. Ê, trả mày, lời đi. Mày đã biết hả mày? Mày điếc rồi phải không? Tao trả lời rồi mày không nghe mày. Giờ nó tự tử không liên can tới tao. Anh Lãm, chính anh, chính anh và Agogo đã âm mưu đầu độc chị Nhạn tại quán cốc và đã đưa đi hãm hại đời của chị. Chính chị đi tố cáo tụi mày thì bị thằng Agogo tay sai mày ngăn cản đó. Mày biết không? Ê, tao mày đã dồn Nhạn vào hoàn cảnh bế tắc, dẫn đến cái chết ức quan. Thủ phạm là mày. Ê, tao nói tụi bay biết nghe không có vu khống nghe chưa. Nạn nhân chết rồi, tụi bay không có quyền vì thù ghét cá nhân vẽ rồng vẽ rắn vu cáo tao một cách vô bằng cớ, phải không? Tao thưa tụi bay lợi về á. Đây, những mảnh ghép danh thiếp và ảnh của mày dán trên tờ giấy và vật chứng nói rõ rằng mày là thủ phạm hại chết vợ của tao. Nói bậy. Nói bậy.
Không có luật pháp nào dựa vào vật chứng mơ hồ ngụy tạo này để kết tạo tội tao được đâu. Đi về mày. Đi về. Luật pháp không kết tội được thì tao giải quyết giùm cho chị Nhãn. Cái gì đuổi đánh lộn mày không? Ê, chơi là chơi à, mày không có sợ mày đâu mày. Tao không có sợ mày, chớ mày. Ui, thôi dừng tay lại. Không có cản. Đừng có đánh nữa. Tại sao anh không trả thù? Tại sao anh tha cho nó chứ? Vấn đề là cho sáng tỏ mà thôi. Mà đã sáng tỏ đâu? Nếu tất cả những lời đề quyết của tụi bay là sự thật thì bay cũng chẳng làm gì được tao đâu. Không phải tụi bay đó. Nè, mày đừng phách lối. Mày đừng phách lối, tao sẽ đánh đi. Đừng. Đừng đánh tao. Tụi bay làm hùng làm hổ tao phải không? Tụi bay kéo bè đến đây kiếm chuyện hành hung tao phải không? Nè, tao cho tụi mày biết, muốn đối chọi với tao hả? Đừng có trách nữa không? Làm đi về. Làm. Mày kêu gì nữa mày? Tao với mày là bạn từ thuở nhỏ. Tất cả những chuyện xảy ra đau khổ cho tao đều ngoài ý muốn của tao. Kể cả chuyện bữa nay, tao chỉ hy vọng rằng mày suy nghĩ về câu chuyện bi đát này rút kinh nghiệm. Đừng gây đau khổ cho người khác và cho gia đình mày, nhất là bác gái. Trời ơi, cảm ơn à. Cảm ơn ông thầy giáo lo lắng cho gia đình của tôi à. Không có ông thầy giáo dám gia đình tôi chết hết lắm à. Thôi lên xe về, nói chuyện tụi này mệt quá à. Hey. Bữa nay tao tha cho mày đó. Hẹn mày lần khác nè mày. Đi. Hẹn lần khác ha. Ê. Sao kỳ vậy mày? Sao mà làm như xẹp vỏ là phải không a gô? Rồi. Chết mẹ rồi, xẹp hết bốn cái vỏ rồi mẹ. Chết mẹ rồi, bây giờ làm sao đây? Rồi, cái này là thằng Tài chứ không ai vô đây hết trơn á. Nó chơi nó xì vỏ mình à. Nè, tụi bây giờ nó chơi nghe, tối hãy về nghe, bye bye. Ê Tài, mày ngồi mở lại đi. Tao đánh cho cái mặt ba má mày nhìn không ra luôn á. Dì Út biểu em đem cho anh ca trà đá nè. Cảm ơn cô Hương. Thôi anh ngồi nghỉ một lát đi. Hôm qua tới nay em thấy anh làm không có nghỉ đó. Bị hẹn giao gấp cho người ta. Anh Du à, em muốn hỏi anh vậy chứ, vụ thằng Lãm vậy rồi thôi đó hả? Vậy chứ không thôi thì làm cái gì bây giờ? Nhưng mà em thấy ức lắm. Và ai cũng thấy ức giùm cho chị Nhàn và anh hết đó. Bộ anh không buồn không ức sao? Vậy thì tại sao anh không tính cách trả thù cho đáng? Tại sao lại hiền quá vậy? Vấn đề không phải là hiền hay dữ, mà nên trả thù hay không kìa. Theo ý tôi là... Thôi đi. Đúng anh là một con người tốt. Tốt một cách lạ lùng á. Dạ thưa chị, em muốn gặp anh thợ máy Quỳnh Du. Anh đang rửa xe đằng kia kìa. Mà có việc gì không cô? Dạ, xe của ba em bị hư bất tử dọc đường, muốn nhờ anh thợ máy ra sửa xe giùm ba em. À vậy hả, cô chờ chút nha. Anh Du à, anh Du ơi, có xe cần sửa gấp nè anh. À chào em. Sao xe hư gì vậy? Dạ xe ba em đang chạy, tự nhiên nó tắt máy à. Để hoài không nổ, anh làm mơ ra coi giúp giùm em đi. Nằm ở chỗ nào vậy em? Ngay góc ngã tư công viên á, gần đây nè, quẹo phải thấy xe màu trắng là xe em đó. Được rồi, em ra ngoài đó trước đi, tôi lấy đồ tôi ra sau ha. Dạ cảm ơn anh. Em à, xe đậu chỗ nào vậy em? Chỗ này nè. Kia, tại sao lại đến tôi như vậy? Nhớ tôi chết nè. Dì ơi, để con đưa anh đi bệnh viện. Anh Du à, uống thêm thuốc đi anh. Thì
xui quá, má lại cực khổ cho cô Hương. Không có phải xui đâu, mà em biết trước là anh gặp nạn đó. Vụ cô gái kêu sửa xe phải không cô? Phải. Đây là kế điều hổ ly sơn của thằng Lãm để trả thù anh đó. Thôi, cũng kể gì xui đi, bỏ hết cho rồi, cho tinh thần nó khỏe. Thiệt à, em phục anh sát đất luôn á. Cái chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua được hết à. Xin lỗi cô Hường, vì tôi quá yêu nhạn, muốn tâm hồn luôn thảnh thơi để mơ về nhạn. Hơn là đem vào lòng những điều tức giận nặng nề vì ôm hận. Để cho lòng không gì vương bằng. Em hiểu được nỗi đau nơi lòng. Chuyện bất ngờ em cũng khổ tâm. Lòng nhẫn nhịn sao tai họa không chừa. Vua ơi, em khuyên anh dằn bớt cơn khổ lụy để lo tình vương, chớ đừng quá ưu tư sầu muộn cho thêm đau thêm hận thêm buồn. Mà do bọn đê hèn của thằng Lãm gây ra. Từ nỗi hoài nghi này nghĩ tới cái chết của chị Nhãn vừa qua, em linh cảm chị như đang còn sống. Anh hãy yên tâm mà lo dưỡng bệnh, sự thật ra sao sẽ tìm hiểu sau này. Thôi, khuya rồi anh nằm nghỉ đi. Em về, mai em cùng với dì Út lại thăm anh. Dường như ngoài trời chuyển mưa tới đó, làm sao cô về? Không có sao đâu, em có áo mưa mà. Anh nằm nghỉ nha. À, để em tắt đèn để anh dễ ngủ nha. Em về nha. Nhãn, tại sao em bỏ anh? Tại sao em bỏ anh vậy Nhãn? Nhãn, sửa cho anh đây nè, anh có biết không? Nhãn ơi, em anh Du, em đang có mặt ở bên anh đây mà anh đâu có biết. Rất nhớ thương anh. Nhưng không thể nào em gặp gỡ. Em như một quan hồn trong mưa gió. Đã rời khỏi Sài Gòn và mãi mãi xa anh.
bỏ trường học thân quen với những em ngoan ngoãn hiền lành. Em tìm nơi ở ẩn dài những trẻ buổi đời bất hạnh đáng thương. Nhãn ơi bóng hình, tại sao em ra đi biển biệt để một mình anh hiu quạnh ở thế gian. Sống cuối biển trùng trùng trong giấc mơ mới hy vọng tao phùng. Tôi em điên, em điên anh Du. Và như dường như có tiếng tiếng khóc sụp sùi. Có phải Nhãn không? Có phải Nhãn không? Nhãn ơi em đâu? Nhãn, em đâu rồi? Nhãn ơi, Nhãn, Nhãn. Nhãn, em Nhãn, em Nhãn. Không có Nhãn mà có Lãm này được không? Du, giờ này mà mày trốn nhà thương ra đây chắc là đi đánh bài hay đi kiếm gái chứ gì. Tao không ngờ mày cũng lõi đời lắm đó. Hẻm nhà thương này có đủ món ăn chơi, sòng bạc, tắm hơi, đồng hút dỗ nhện nhện nữa. Những thứ đó dành cho mày đó. Đứng lại! Tao không muốn gặp mặt của mày. Tao cũng vậy. Nhưng đã gặp thì phải giải quyết. Giải quyết cái gì? Chiếc xe đạp, thông đồ nghề và thân thể tao như vậy chưa đủ giải quyết sao? Du, bọn nó chỉ đưa mày vào nhà thương, nhưng tao, tao sẽ đưa mày vào nhà xác. Mày phải chết. Mày, mày là ai? Ở đây. Hả? Nhãn. Ma, ma. Ma đâu anh rể? Ghê quá. Đâu có thấy ma đâu. Ma gì? Cậu Chiêu ơi. Gì? Cậu biết không? Trời đất ơi, nó rầm chim bao cậu ơi. Trời ơi, ngủ trên ghế dựa vậy mà cũng thấy ma nữa. Tối hôm qua thằng Lãm gặp ma đâm chở đi cấp cứu, rồi bây giờ anh rể gặp ma nhát. Cậu Chiêu có biết không? Tôi thấy ma nó xách dao nó rượt tôi mới la đó chứ. Coi kỹ lại nghe, có lũng ruột không được đem vô nhà thương nằm chung với thằng Lãm luôn. Ừ, cậu Chiêu cứ trù mạt hoài. Thiệt chứ? Trời ơi, bộ thời si quỷ lộng rồi hay sao mà nhà này lạm phát ma quá vậy? Không lẽ tôi lên Sài Gòn chơi với ma? Cậu Chiêu có biết không? Nói mới biết. Tại tôi bị khủng hoảng tinh thần, bữa nào nhắm mắt lại tôi cũng gian dái gặp ma hết. Ủa? Khủng hoảng tinh thần sao gian dái gặp ma chứ vậy? Thì giờ gặp rồi còn ức gì nữa? Ma mà tôi dái gặp đó là ma Phan. Ma Phan? Là ma Đan. Là chị hai của cậu đó. Ba bỏ tôi qua đi cả tháng nay rồi. Ai biểu anh rể là thằng Lãm chọc giận chị hai làm chi chứ chỉ về dưới. Ôi ai chọc ghẹo gì bà đâu. Khi không sau khi bà đi đám ma con Nhạn bà về
cái bà mắng thằng Lãm, bà quậy luôn tôi. Rồi bữa sau cái bà cuốn gói bà về quê. Anh hiền quá. Thôi tôi đi. Trời, bỏ anh Định đi nữa hả anh rể? Thì đi làm việc buổi chiều. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi anh rể. Mấy bữa rày lên đây mà chưa có trình bày được cái gì cho rành rẽ đàng hoàng hết trơn hết trọi. Thì cậu Chiêu nói sơ sơ là tôi biết rồi. Cái vụ đó là của thằng Lãm, thì để nó về nó tính với cậu cho rõ ràng hơn chứ. Hai cha con cứ đổ qua đổ lại. Sáng thì anh rể đi làm, trưa về tụi nói chuyện với ma rồi đi nữa. Tới khuya mới về ngã cái bịch rồi ngái phoa phoa. Rồi sáng cũng đi đâu mất. Cậu Chiêu thông cảm, tại tôi nhiều công việc mà. Còn cái thằng Lãm nữa, hôm tôi lên á, nó về nhà thưa cậu Chiêu một tiếng rồi lặn mất luôn, cho tới bị ma đâm. Rồi chở tuốt đi cấp cứu ở nhà thương. Đến nay đã một tuần lễ, tin công chuyện chưa xong, vậy là chết tôi rồi. Hai cha con cứ lặng hụp, tôi dài cổ chờ trọng. Nè, chuyện đâu còn có đó, cậu Chiêu đừng qua nóng, trước hay sau sớm muộn cũng hoàn thành. Trước sau sớm muộn là chừng ngày nào, anh ấy rể nói mơ hồ. Thằng Lãm về giải quyết êm xuôi, nhưng mà tới nay hết đợi được nghi rồi, anh rể phải giải quyết việc này. Sáng mai tôi về chắc không thể đợi thêm. Thì tôi đã nói rồi, đó là chuyện của thằng Lãm, chứ tôi có dính líu gì đâu mà bảo tôi giải quyết cho cậu chứ. Sao không dính líu được? Tất cả giấy tờ có công ty của anh rể là con dấu và chữ ký của anh rể nè, rõ ràng. Cậu nói giỡn hoài. Thế nè, rõ ràng cái giỡn gì? Cái này là hóa đơn của công ty anh nhận bán cho bà con 100 bao phân gô đê. Cái này là hóa đơn bán cho bà con 3 cái máy bơm nước và 2 cái máy đu tôm. Tất cả đều trả bằng tiền và hẹn cuối tháng. Vừa rồi nó chở xuống giao mà không thấy rau gì hết trơn cái đội à. Trời đất ơi, thằng Lãm nó làm ăn cái kiểu gì vậy cả. Còn cái này nó mới ác ôn nè anh rể. Gì đâu? Nó nói anh rể nhập máy móc Nhật Bổn gì đó. Lô hàng này nhiều lắm nên anh rể hụt tiền nhận nên nó cần 20 triệu. 20 triệu? Chứ sao? Nè, nên tôi đem căn nhà và miếng vườn hoa quả đi thế 20 triệu cho nó mượn đó. Đó anh rể coi đi nè. Trời ơi, thấy đường đâu nữa mà coi. Anh rể sao vậy? Anh rể không được. Xỉu rồi, cái này tạt không được. Ây da nóng. Trời đất. Sao? Trời đất ơi, đứa nào chơi tạt nước sôi vô mặt tao vậy? Đâu có, nước ấm ấm chứ đâu có sôi. Anh rể tỉnh rồi. Vậy thì giải quyết luôn cho tôi mai về sớm. Thôi cậu cất giấy tờ lại đi, để tôi biểu thằng Lãm nó về nó giải quyết. Thì sẵn đây anh rể giải quyết luôn đi, chứ tôi đâu có chờ đợi được nữa đâu. Không chờ cũng phải chờ nữa, bởi vì 3 cái giấy tờ này là do thằng Lãm nó làm, thì phải chờ thằng Lãm. Hả? Anh rể nói vậy là sao? Là thằng Lãm nó mạo danh làm ẩu để nó lường gạt cậu Chiêu, chứ tôi không có trách nhiệm. Trời, chết tôi rồi. Du à, cháu nghi ngờ là con Nhạn nó còn sống hả? Theo những điều mà anh kể ra ở nhà thương và ở ngoài phố trong đêm ấy, em cũng có chút hoài nghi đó. Tôi đã đi tìm thằng Tài thì mới biết là nó đã dọn nhà đi nơi khác mà không ai biết đi đâu. Từ hôm cùng nhau đi gặp thằng Lãm ở quán em Thủ Đức cho tới nay á, thì nó đâu có tới đây lần nào nữa đâu. Sau khi không tìm gặp thằng Tài, tôi đi càng vô nhà ông Lịch để hỏi thăm về vụ thằng Lãm gặp ma. Thì sao hả anh Du? Tổng hợp các dấu hiệu thì cho rằng Nhạn chưa có chết. Hả? Nhưng mà nếu chị Nhạn chưa chết thì chị ở đâu, sao không xuất hiện? Tất cả ẩn tình này tôi cho rằng có liên quan tới sự đổi chỗ ở của thằng Tài. Nghĩa là chị Nhạn với thằng Tài à? Làm gì có chuyện đó? Không, tôi không có nghĩ tới việc gì mà quá đáng đâu. Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, đừng nhắc nữa, đau đầu lắm. Kìa, cậu ba, cậu đi đâu vậy? Thì tao đi kiếm mày chứ đâu. Bữa nay tao về dưới xứ ghé Từ Giả mày. Công việc của cậu giải quyết xong chưa? Hồi sáng thằng Lãm nó có về. Dạ. Nó hẹn với tao vào đầu tháng này nó giải quyết.
Vậy thì tốt rồi. Tao thấy cái mồi không tốt. Tao hỏi ý kiến mày nghe. Nếu cha con thằng Lãm nó gạt tao á, tao chơi nó được không? Tao kiện nó à? Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà người trong gia đình không thưa kiện nhau sợ không hay lắm. Trời ơi, không phải một mình tao kiện đâu, mà cả chục bà con ở dưới xứ mình kẹt ở trong cái vụ này lưng mày. Mình tao sao? Thì cậu về họp bà con á, kiện khi nào cần thiết, chứ cháu xen vô sợ thù oán lôi thôi. Sợ cái gì? Nè, chính thằng Lãm mới nói với tao, để nó mạnh vừa rồi đó không, nó sẽ đi kiếm mày ra thanh toán đó nghe. Trời đất ơi, cháu làm gì nó mà nó thù giáo dữ vậy? Nó nói mày ném đá vô tay sai thằng Tài đâm nó. Vì nó bị đâm không phải do ma mà do thằng Tài à? Nó nói là bị đâm trước rồi gặp ma sau. Bị đâm trước rồi gặp ma sau, chẳng lẽ đó là thằng Tài và Nhãn thật sự à? Mày làm gì đứng dưới chân này vô? Dạ dạ không có. Cháu đang suy nghĩ cách để giúp ý kiến cho cậu ba nữa mà. Vậy thì được. Chị hai, khấn vái cho anh rể đó hả? Thì mấy tháng nay á, chị thấy gia đình mình lộn xộn phân rã. Cha con ông Lịch á, thì càng bê bối, gây đủ thứ tai họa cho người ta và luôn cả cậu nữa. Bởi vậy chị gian vái ông bà phò hộ cho ổng và thằng Lãm á, đổi tánh mau mau xuống đây để giải quyết mọi việc với cậu ba cho suôn sẻ. Vậy em cũng gian vái nữa. Dạ xin ông bà phù hộ chứng giám cho con là Lê Tam Chiêu, em ruột của Lê Thị Hai, tức bà Lịch. Tánh tình của con xưa nay hiền như cục bột, thẳng như ống tre, không biết tiêu ớt chanh chua, không muốn chén dĩa chạm nhau nồi da sáo thịt. Cậu Chiêu à, bộ cậu thương lượng với bà con không được rồi tính kiện thưa hả? Chị Hai nghĩ coi, bà con dần em quá cỡ mà, thiếu điều bầm em ra để xào xả ớt. Bởi vậy là em phải... Dạ mô Phật, xin ông bà thông cảm cho hoàn cảnh của con. Đồng tiền liền khúc ruột nên con phải kiện thưa. Bộ cậu ba thưa kiện thiệt hả cậu? Vậy cho em đứng mũi chịu sào. Nếu không kiện thưa thằng Lãm với anh hai thì họ kiện thưa em sao chị? Mô xin ông bà thông cảm cho ba Chiêu. Cậu ba không nghĩ tới chị hai gì ráo, thiệt là tàn nhẫn. Trời trời trời, chị nói tức quái máu không? Cái thằng Lãm với anh rể ra đã trễ hẹn người ta nửa tháng rồi, mấy chả đòi xẻ hôn tôi đó, nhưng mà chị còn nói tàn, nói tôi tàn nhẫn nữa. Tàn nhẫn là tàn nhẫn sao? Ơi ông bà ơi, ông bà ơi, về đây chứng giám cho lời nói của chị hai con nè ông bà ơi. Thôi thôi, chị lỡ lời, xin lỗi cậu ba đó. Trời không tức sao được, chị hai bên con bên chồng ra hiếp em đây nè. Hồi sáng giờ em đi họp nè, mấy bà con đâm đơn kiện nè, thấy không? Rõ ràng nè. Đâu, cậu đưa tôi coi thử có được không? Nè, khoan hả? Để em trình diện lên thượng cấp hả? Dạ thưa ông bà, đây là đơn thưa kiện. Con trình lên ông bà, xin ông bà về đây với dẫn theo vài vị ủy viên công tố thẩm phán và luật sư để xét duyệt đơn thưa kiện của con. Rồi, chị coi đi. Thôi khỏi, chuyện của cậu thì cậu cứ làm cho vừa ý bà con cô bác, cứ kiện thưa theo luật lệ hiện hành, đó là việc làm không thể khác hơn. Còn phần tôi sẽ đi về Sài Gòn. Kìa chị hai, không lẽ chị hai lại giận vì chuyện kiện thưa mà bỏ về Sài Gòn? Hai tháng nay chị em ta chung sống yên lành, em không muốn thịnh lịnh chị lại bỏ em. Cậu Chiêu an tâm, chị hai không hờn giận, chị muốn về ngay để tranh thủ trong ngày, bảo cha con nó lo giải quyết vụ này. À, thấy ra vì việc này chị gấp rút về ngay. Cậu hiểu rõ rồi, cậu hết thắc mắc rồi phải không? À, kìa bà tính đi đâu đây?
Ôi anh rể, trời đất, anh rể xuống tới rồi chị Hai ơi. Dạ. Chị Hai khỏi về trễn, linh quá. Dạ con cảm ơn ông bà, con cảm ơn ông bà. Trời đất ơi, cậu Chi cậu làm gì vậy? Cậu ấy cầu nguyện cho cha con ông xuống nằng giải quyết vụ nợ nần nè. Thì bữa nay tôi xuống nè. Vậy ông tính sao cho đàng hoàng với cậu Chiêu đi. Khoan, khoan đã. Bà hãy nghe tôi báo tin này nè. Tin gì? Từ bữa nó ra nhà thương tới nay nó không có về nhà nữa. Vậy chứ nó đi đâu? Nghe đồn nó đi kiếm cái bọn thằng Du, thằng Tài để chém giết trả thù gì đó. Đúng rồi, nó cũng nói với tôi như vậy đó. Trả thù? Ông có biết cái chết của con Nhạn người ta đồn đãi về cha của ông ra sao không? Sao? Chuyện quan khiên như vậy đó. Bên thằng Du ta không có nói một tiếng trả thù, mà nó còn đòi đi trả thù người ta nữa. Khoan, bà đi đâu vậy? Đi về Sài Gòn kiếm nó. Dù sao nó cũng là con của tôi, tôi không để nó tiếp tục sa đà vào tội ác. Khoan đã, để từ từ tôi với bà tính kỹ lại. Chứ bà về ngang biết nó đâu tìm. Anh rể nó phải đó chị Hai. Để giải quyết xong xuôi mọi việc là chị về luôn với anh Hai. Tất cả đều do ông, đều do ông mà gây ra. Thằng Lãm nó làm mà sao bỏ đổ thừa tôi. Chính ông là bắt thằng Lãm theo ông. Ông lĩnh thần dạy dỗ nó. Ông cấm tôi xía vô. Để đến bây giờ đó, nó gây ra lắm chuyện. Ông nói ông vô trách nhiệm được sao? Thì biết vậy rồi, nhưng cái vụ này nó lén nó làm là có hỏi ý kiến của tôi đâu. Nó lén nó làm bậy là do nó bắt trước ông. Nó lén lút làm điều không tốt. Ông đã dạy nó gian xảo mà. Anh rể thường hay dạy nó cái câu cá không ăn muối cá ương. Vậy mà anh rể có cho nó ăn muối không? Sao không? Rồi. Vậy là anh rể nó cho ăn nhầm muối giả rồi, nên cá nó không ương mà nó sình. Thôi, tôi chịu lỗi hết á. Tôi chịu lỗi hết á. Cậu ba tính giải quyết cho xong với ổng đi. Anh rể, bây giờ anh rể dứt khoát với tôi cái vụ nợ nần này. Cậu Chiêu à, tôi xuống đây là để hẹn với cậu Chiêu cho tôi chậm thêm một tháng nữa. Trời, đâu có được. Lần đầu đó Lãm hẹn tháng, lần kế tháng, rồi bây giờ đâu quá hạn hẹn thêm tháng nữa. Ôi xin lỗi trời. Cậu Chiêu à, có gì mà không bảo đảm. Anh rể muốn an toàn đi ra khỏi xóm, khỏi ấp, khỏi làng, bởi vì bà con võ trang giao gươm để chơi với anh. Cậu Chiêu bớt giận, chúng ta thương lượng. Tranh thị hỏng xong phải chơi võ công. Cậu Chiêu ráng nói thông cảm lần này. Bà con phục kích chờ lệnh sẵn rồi, còn đây là đơn thưa để kiện anh Hai. Cậu Chiêu không thương tôi, tôi xin cúi lại cậu Chiêu rộng lượng. Thôi để em lại, anh trả nợ cho em. Kìa, cả hai quỳ gối làm chuyện lạ kỳ. Em xin anh ấy giải quyết cái vụ này. Thôi xin cậu Chiêu cho hẹn thêm bữa nay. Không được đâu chị Hai. Cậu ba yên bụng để tôi lo liệu. Tôi xin đứng ra lãnh cho cậu ba. Bà bảo lãnh vụ này hả? Nếu vô trách nhiệm thì sao? Ông và thằng Lãm đi hầu tòa. Nhưng mà ông phải thấy trách nhiệm của mình đối với con, và trách nhiệm mình đối với bao nhiêu tác hại. Không phải lúc ông kè ra cắt rắc. Chị Hai hứa giải quyết cái vụ này thì em tin tưởng. Cậu ba yên bụng, tôi sẽ về Sài Gòn bằng mọi cách giải quyết cho cậu ba lập tức. Còn chuyện gia đình là tính sao? Cảm ơn chị Hai. Vậy anh rể chị Hai chờ em chút xíu nha. Em đi hái vài chục bữa gửi về để anh dùng. Em đi à. Bà đi về trển với tôi, hay là chờ tôi về trển rồi tôi đem xe xuống chở đồ đạc và rước bà về trển luôn ha. Khỏi lo, ông cứ về trước đi, tôi còn ghé thăm chị Năm má Nhạn, chiều tôi mới về trển. Được. Thôi anh đi trước nha mình. Già còn chưa hết sạo. Ra tới rồi nè, cằn nhằn gì nữa không biết á. Không lên xe về hả thằng chó lịch? Rồi lên xe. Bắt em chờ lâu, cái đền em đó.
Đền hả? Đền đấy nè. Nguyễn à, nổ máy đi. Lẹ lên. Lẹ lên. Chết mẹ rồi. Trời ơi, chết. Đèn không nổ gì cả. Có ai tới kìa? Anh rể ơi, chờ chút nha. Chết cha rồi, trời đất ơi, trời hại rồi. Trời hại rồi, thì sao đây? Không nổ làm sao đây? Thì xuống đẩy. Ờ, xuống đẩy ha. À, mà không được. Sao vậy? Xuống đẩy là lòi đẩy á. Chị hai ơi, chị hai. Ủi ngon quá. Nè, để đâu đi chị hai? À, bỏ lên xe đi cậu. Dạ. Hả? Trời. Chị hai gì kỳ cục vậy trời? Lành cho sạch, rách cho thơm. Lành cho sạch, rách cho thơm. Đừng cắp của mẹ, đừng chôm của người. Đừng cắp của mẹ, đừng chôm của người. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Mấy ai mười được dạng mười. Mấy ai mười được dạng mười. Làm sai thì sửa nên người hiền ngoan. Làm sai thì sửa nên người hiền ngoan. Nhớ câu gần mực thì đen. Nhớ câu gần mực thì đen. Lánh xa bài bạc không thèm gian hoa. Lánh xa bài bạc không thèm gian hoa. Các em giỏi lắm. Thôi, bữa nay tới đây thôi. Các em về học thuộc lòng. Mai trả bài rồi dặn nghĩa nghe chưa? Dạ. Bây giờ chúng ta đi về. Thưa cô, chúng em về. Nhãn, Nhãn. Nhãn. Dạ thưa cô, xin lỗi. Cô có phải là Nhãn? Là cô giáo Nhãn không? Không. Ông làm người rồi, xin lỗi. Tôi không làm. Chắc chắn là Nhạn chưa chết. Nhạn thật chứ không phải ma. Tôi đi tìm thằng Tài chứ không cố ý tìm cô. Không ngờ lại gặp cô Nhạn. Ông gian ra, tôi nói ông làm người. Tôi không hiểu Nhạn hay Tài gì cả. Tránh ra cho tôi đi. Nhạn, hãy tha thứ cho Lãm chuyện hôm xưa. Lãm rất hối hận, muốn được xin lỗi Nhạn. Nhạn à, hãy dừng lại cho Lãm. Ông đứng lại, đừng theo tôi nữa, tôi la lên đó. Nhạn, Nhạn, Nhạn. Ê Lãm, Lãm à, bố hổ hổ, anh tao kiếm mày nè. Tên sao cái mặt mày bơ phờ vậy? Cô ơi, tao mới gặp Nhạn thật, Nhạn chưa chết cô ơi. Thôi mày ơi, mày sao qua con mắt rồi, trông già quá dịch đó hay không? Thật mà cô ơi, tao nói thật đó. Tao mới nói chuyện với nó tức thời đây nè, mới nói đây nè. Dù thật hay giả gì cũng chắc cái chuyện đó lại đi. Tao kiếm mày á là để báo tin bắt gái với sư mới lên. Cho kiếm mày tùm lum và sai tao bắt cho được mày về. Nghe tới bà hạ sang là tao phát ơn chắc cầu ba về dưới quậy lung tung. Để đòi nợ nần tao thiếu bà con. Thiệt tao không ngờ mày thiếu nợ như non. Nhưng tao sẽ lo tiền mày cứ an tâm. Mà khi tao gặp được Nhãn rồi là tao muốn đổi đời lo lương thiện làm ăn. Ê Lãm, mày nói thiệt hay nói chơi đó mày? Thiệt chứ. Khi gặp Nhãn, Tao thấy nao nao trong bụng. Vừa hối hận, vừa thương cô ấy thật lòng. Muốn kiếm số tiền rồi rủ cô ấy đi xứ khác làm ăn đó mày à. Bộ mày tính quỵt nợ hả? Tao không trốn, mà tao làm một cú lớn. Thanh toán hết nợ nần rồi mới đi với Nhạn. Cú lớn là cái cú gì hả? Thì tao đã nói với mày hai bữa rày đó. Chỉ còn tao gật đầu rồi sắp xếp dễ dàng thôi. Mày giúp tao nghe go go nghe. Đã là bạn với nhau, ăn chịu với mày mấy phen lên ruột. Nói thiệt nha, từ cái vụ con Nhạn đó là tao cảm thấy tao ớn chà đậu. Đây rồi. Đây là cú chót của tao, không lẽ mày không giúp tao sao? Tao điều kiện cho tao đổi đời đi Agogo. Bây giờ tao sẽ làm cái gì? Mày muốn tao làm gì đâu, mày nói coi. Mày phụ với tao sắp đặt nhận hàng vào kho trung chuyển rồi xuất đi, và mày thay thế tao liên hệ với má tao lo trả nợ giùm tao. Đó, còn mày? Tao không dám gặp mặt bà. Dạ lại
tao còn phải đi tìm con Nhạn để xin lỗi và năn nỉ nó đi với tao. Thằng Du nó về rồi thì cái chuyện này tao thấy nó hơi khó đó mày ơi. Chưa chắc khó. Bởi vì thằng Du về mà nó không chịu ra mặt, có nghĩa là nó không chấp nhận thằng Du. Thì tội cái đó là cái suy luận của mày. Kệ tao. Gô à, mày đang giúp tao cứu chót này đi. Thằng Hải là gô gô. Cứu chót ha. Rồi đồng ý với mày á. Có chí làm quan mà. Có gan vào tù. Ê đừng nói bậy xuôi nghe mày. Chị Nhạn à, tôi đã lên xin tạm quản lớp học tình thương ít hơn để tránh thằng Lãm. Nhưng về lâu về dài cũng khó lắm đó. Anh tài chị Nhạn ơi, em gài cửa trước đi cửa sau đó nghe. Em mai đi học mai đó hả? Dạ em đi. Ý mà quên nữa, có vụ này mà em quên nói. Gì vậy? Gì mai? Vậy mai? Hôm qua em đi chợ Bà Chiểu, thình lình gặp anh Du. Gặp anh Du? Dạ. Ảnh mừng quá, ảnh hỏi thăm anh Tài và hỏi nhà ở đâu nữa. Rồi em trả lời sao với ảnh? Anh Tài chị Nhạn nhắm coi em trả lời sao? Ờ, chỉ nhà. Đúng. Trời. Chẳng những chỉ mà em còn vẽ đường cho ảnh đi nữa đó. Trời ơi, vậy là chết anh rồi Mai ơi. Sao chết? Em thấy mình không có lý do gì giấu nhà với anh Du cả, phải không chị Nhạn? Ờ, phải rồi, em Mai rất tốt và rất đúng. Thấy chưa? Thôi em đi. À, lo tránh thằng Lãm rồi lo tránh anh Du nữa, thật là gặt nghèo, không biết còn trốn tránh được bao lâu nữa. À, à, hay là để tôi nói thật. Nói thật cái gì? Nói thật cho anh Du về trường hợp của chị. Không được, anh nói thật để được nhẹ phần anh. Còn phần tôi thì sao đây? Làm sao tôi có thể gặp lại ảnh? Làm sao đi anh Tài? Không lẽ tôi lại tìm cách nhảy xuống sông một lần nữa? Tài ơi! Tài! Có ở nhà không anh Tài? Chết rồi, đúng là anh Du đã tới. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ ha, chị cứ ở đây để tôi tiếp ảnh. Ô, anh Du! Tài, trời đất ơi, anh lặn mất tiêu, mình kiếm gần chết à. Tôi cũng nhớ anh em lắm, nhưng kẹt chạy xe ôm thì giờ quá ít anh à. Chà, ở đây có vườn có sông mát mẻ quá hả Tài? Nhà cũ của người gì kêu tôi và con Mai dọn về ở đó. Thôi, mời anh Du nhà, đi anh. Dạ. Anh Du, ngồi đi anh. Ủa, bà xã đâu? Anh nói chơi hoài à. Có bà xã mà không cho bè bạn hay sao? Nhiều khi lén lút thì sao? Thôi đừng giỡn mà anh Du. Tôi ở đây với con Mai em tôi, nhưng nó đi học Mai rồi. Thôi, anh ngồi chơi đi. Dạ. Chắc chắn là Tài có liên hệ với Nhạn. Và biết đâu Nhạn có thể ở đây. Hả? Hộp thuốc tây, thuốc dưỡng thai, giống y như hiệu thuốc Tài mua bữa đó. Vậy là ai uống thuốc này? Có thể rằng là Nhạn không? Có thể là Nhạn không kìa. Ờ, anh Du. Trời ơi, chỉ có hai anh em mà không may đi vắng thì chỉ có một mình tôi phải nấu nước đó. Anh thấy khổ không? Ủa? Mà anh Du uống nước. Ờ, ngoài em Mai thì không còn ai nữa sao Tài? Ờ, đâu có ai. Uống nước đi anh. Uống đi anh Du. Nè Tài à, bữa nay mình đến gặp Tài là để hỏi thẳng Tài một việc. Tài có hứa trả lời thật tình với mình không hả? Anh Du, bộ anh không tin tôi sao? Thôi được, chuyện gì anh cứ nói đi. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là Nhạn chưa chết phải không anh? À, có phải vậy không Tài? Phải không? Nhưng mà tại sao anh hỏi như vậy? Vì nhiều lý do tôi cho rằng Nhạn đang còn sống, mà chỉ có Tài mới trả lời được với tôi thôi. Chuyện thế nào anh đi nói tôi nghe. Anh biết tôi đau khổ ôm môi hận tình mãi mãi không nguôi.
của anh quá đột ngột bất ngờ, làm cho tôi hoang mang không thể dội trả lời. Chỉ có hai tiếng không hoặc là phải mà thôi. Miệng anh có thật lòng không dấu diêm với tôi. Được, tôi nói đây, đúng như anh suy nghĩ, chị Nhãn vẫn còn sống. Anh Tài Nhãn còn sống thật hả anh Tài? Mà trường hợp nào Nhãn còn sống là như thế nào hả anh Tài? Anh kể tôi nghe đi. Được, tôi sẽ kể cho anh nghe. Chị Nhãn không tố cáo được, cũng không trả thù được lắm, đâm ra bế tắc, tuyệt vọng định quyên sinh. Cũng may cả ngày đó và đêm đó tôi lo âu, nên chở con Mai trên xe taxi chạy đi theo dõi chị. Và được chết để vùi dập tuổi xuân thanh, chỉ còn có bao trách nhiệm với bản thân và cuộc sống đang chờ. Và chỉ cần phải nghĩ tới anh Du đang cất khỏi trong tù, chỉ phải cố gắng vượt qua đau khổ cùng người bạn tình xóa bỏ khổ đau. Cuộc đời dù lẫn đẫn đau rồi cũng phải vượt qua tất cả. Nếu vì mặc cảm chỉ liều mình tự tử thì anh Du sẽ ra sao khi anh được ra tù? Chị Nhạn, chị hãy theo em về rồi sẽ tính. Thế là nhờ anh và Mai cứu cho Nhãn sống đến ngày nay. Kế đó là đám ma của Nhãn do sự nhận lầm một xác vô danh. Từ đây chị Nhãn yêu cầu tôi để chị chết luôn danh phận, đừng tiết lộ rằng chị còn sống. Vì lẽ đó tôi lẩn tránh anh và những người quen biết. Anh Tài, ơn anh Tài to lớn quá, không biết làm sao đền đáp cho anh đây. Vì tình bạn chắc ai cũng phải làm vậy thôi, chứ có gì đâu mà ơn với nghĩa hả anh? Anh Tài à, Nhãn còn sống cho tới bây giờ, có phải là đang ở chung với anh không? Anh Du, anh có tin thằng này hay không? Sao lại không? Tài là thằng bạn tốt, tánh tình thì bộc trực chân thành mà tôi rất quý. Cho dù cái gì? Không có gì. Bây giờ Tài cứ cho tôi biết Nhãn có còn ở chung với Tài tại đây không? Còn, nhưng chỉ vừa đi vắng. Nhãn đi đâu? Chị ấy chắc đi ra chợ đó. Rất tiếc, rất buồn. Lễ đính hôn không trọn vẹn, cho tới bây giờ đã biết rõ và có thể gặp nhau mà cũng không gặp được. Hay là Nhãn cố ý xa lánh tôi vì không còn yêu tôi nữa? Nếu vậy thôi, tôi về Tài nha. Anh Du, anh không nên nghĩ quý gì chị Nhạn.
anh nên chờ gặp chị đi anh Du à. Anh Tài, tôi muốn hỏi Tài một câu nữa có được hay không? Được được, anh cứ hỏi. Hôm tuần lễ trước đó, tôi thấy Tài có vô một tiệm thuốc Tây mua thuốc. Thuốc đó là thuốc gì vậy anh Tài? Tôi có mua thuốc thuốc cảm thông thường thôi. Và kèm theo thuốc cảm thông thường, anh có mua thêm một hộp thuốc khác nữa? Không có. Có. Anh có mua một hộp thuốc hiệu này. Hả? Do nhà thuốc ghi lại cho tôi, đó là hộp thuốc giống y như hộp thuốc để trên bàn. Là một loại thuốc dưỡng thai mà anh mua bữa đó. Có đúng vậy không? Và anh đi mua cho ai sử dụng? Anh có vợ thọ thai rồi hay là em gái của anh? Anh Du, anh Du, anh nêu câu hỏi thật bất ngờ làm tôi bối rối băn khoăn, không biết trả lời cách nào cho sáng tỏ bạch minh. Thì cứ nói thật ra đâu có gì ai nái lương tâm. Kìa anh Du, anh muốn gì đây? Nói một câu nghe rất là. Dầu câu trả lời cách nào, tôi cũng không ngố thẹn lương tâm. Anh Tài, lời tôi rất chân thành, tôi luôn quý mến anh. Đang mang nặng thâm ân biết bao giờ trả được. Cho dù nhãn có to thái, anh làm mẹ phận sự người chồng. Không không, anh Du, tôi không hề phản đối, sao anh còn dâu diêm với tôi? Không, anh Du, tất cả những gì anh suy diễn ra đây đều sai sự thật. Nhưng tôi không thể nói ra đây cho anh hiểu rõ nguyên do về hộp thuốc dưỡng thai hiện diện ở nơi này. Tôi có thể nói rằng tôi quý trọng anh với tình nghĩa tràn đầy. Với chị Nhãn tôi coi là người chị, không giây phút nào nghĩ đến chuyện tâm tư. Hãy tin tôi và hiểu rõ nỗi đắng cay luôn đè nặng quãng đời chi nhau. Xin anh đừng nói thêm làm cho tôi thành người thất tình với nỗi đau đang xấu xé một tâm hồn. Anh Tài, anh Du, Nhãn, rõ ràng là em vẫn còn sống đây mà. Em Nhãn, anh Du, em sống như một bóng ma, đau khổ mà không cùng anh được chia sẻ. Anh nhớ thương em, đêm đêm lặng thầm tuôn nước mắt. Nhưng anh muốn biết, vì lẽ gì em không muốn gặp anh hả Nhãn? Vì lẽ gì? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hôm nay em gặp anh mà không phải để gặp anh. Hả? Mà để giúp anh Tài khỏi phải trả lời những điều anh muốn hiểu. Em Nhãn, em nói vậy là nghĩa gì? Hả? Là nghĩa gì? Anh Tài là người bạn tốt, bị lôi kéo vào trong cuộc chịu đau khổ với mình. Lòng chân thật
anh chỉ cần biết thuốc dưỡng thai do người nào sử dụng là anh yên lòng rồi. Trong cảnh này đừng ép buộc, không thể nào ai trả lời anh được. Sao không được, hay có ẩn tình gì? Ẩn tình gì cũng khó nói ra đây. Anh nhờ em nhàn cho anh biết rõ việc này. Không, trong khung cảnh này, trong giây phút này, ở đây không ai có thể trả lời cho anh câu hỏi đó. Xin phép anh. Kìa, em Nhàn, em Nhàn, Nhàn đi đâu vậy Nhàn? Chị Nhàn, chị Nhàn. Bằng xương bằng thịt đã hiện ra. Mày muốn gì? Tôi cố tình đi tìm Nhạn để xin Nhạn tha thứ lỗi và cùng tôi đi xa lập nghiệp. Nhạn ơi, tôi đã có nhiều tiền rồi và thật sự muốn làm lại cuộc đời với Nhạn. Tao rất ân hận là không giết được mày hoặc đưa mày vô khám. Bây giờ em muốn làm gì anh cũng được, miễn là em tha tội cho anh. Anh gian em mà. Em hãy cùng anh đi khỏi Sài Gòn để tìm nơi sinh sống. Lắm. Chắc mày mù quáng hay là qua mắt, không nhìn thấy anh Du nên mới thốt ra những lời điên khùng đó. Anh Du, anh Du đúng là vị hôn phu nhưng mà chưa có đám cưới. Còn tôi, tuy tôi không đám cưới nhưng chúng tôi đã động phòng. Thằng súc sanh! Dạ. Em đánh anh hả nhà? Tao thấy mà như mày, tao thấy mà như mày. Nhãn, Nhãn, chị Nhãn, có chừng cái tay. Hả? Nhãn có tay? Mà thai của ai? Của tôi? Của anh Du? Hay là của mày? Tao và anh Du là những con người có danh có nghĩa, thì không thể nào có hoàng thai không nghĩa không danh. Vậy thì cái thai đó là con của ai? Của mày? Của tôi? Đúng. Mày đã để lại trong tao một giọt máu không phải con người. Nhưng tao biết cứu anh để biến nó thành một con người lương thiện. Nhạn, Nhạn ơi, tới bây giờ anh mới thật sự hiểu em. Anh Du. Nhạn. Cảm ơn anh. Nhạn ơi, bây giờ thì sự thật đã rõ ra rồi. Cái thầy kia đó là của tôi. Cái thầy là của tôi, con của tôi. Nhạn ơi, hãy tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho anh lỗi cũ. Dạ. Và có đủ lý do để em làm người vợ chánh danh trong khi anh là cha của đứa bé phải không? Anh là cha của đứa bé. Đi với anh, đi với anh nha, đi với anh. Làm con có tư cách làm cha không mà giành giật? Má, kính chào bác gái. Má, tại sao má lại đến chỗ này? Má phải tìm cho gặp con để thấy rằng con chưa có tư cách làm con, lại đòi hỏi làm cha. Nhưng má ơi, cái thai trong bụng Nhàn, đó là dấu vết phạm tội của con, thì con không có quyền nhắc tới cái thai.
Nhưng sự thật cái thai kia ngay giờ phút ban đầu, con không tranh né phước từ trách nhiệm này về sau. Chuyện cái thai của ai không quan trọng trong vụ này, mà quan trọng là con người có đủ trách nhiệm dưỡng nuôi. Sao cho con lớn khôn thành hữu dụng trên đời, bác thì vọng hai người cháu Nhạn và cháu Du. Cảm ơn bác gái quan tâm với lòng nhân ái tràn đầy, của một người mẹ hiền phân rõ ràng đạo nghĩa. Giờ bác xin các cháu tha thứ chuyện đã qua do thằng Lám gây ra, để bác được nhẹ nhàng an vui. Dạ, xin bác gái khỏi bận tâm về việc ấy. Má, bây giờ con là con hay họ là con của má? Lắm, con chưa học làm con, chưa học làm người, thì đừng hỏi má câu hỏi đó. Con không hiểu ý má. Má hỏi con làm sao có tiền nhiều để trả nợ, và làm sao con có nhiều tiền như vậy để toan trốn chạy. Má, con trả lời tại sao con có là chính con đã dùng kho hàng của công ty để chứa hàng gian hàng lậu, phải không? Không má. Làm con có biết rằng kho hàng bị phát giác và ba con đã bị bắt vào nhà giam. Trời ơi, đã bao hôm rồi con còn sống chơi, chỉ biết đùa cười. Tên đuối như vậy con chẳng lo gì, chuyện nhà ta lớn lao như vậy con bàng hoàng, bàng hoàng cơn ác mộng. Con nói đi, tội này do ai gây nát ta? Má ơi, nếu ba con vào ngồi trong khám thì chính con đây là một phạm nhân đã gây ra đổ nát cả gia đình. Con lại mà hãy tha cho một đứa con bất hiếu vô tình, mỗi lầm lỗi vì chạy theo vật chất con ném tiền vào những cuộc ăn chơi. Đến bây giờ con mới rõ mới hay, mới nhận thấy tội mình quá lớn. Trời ơi, con phải làm sao đây khi lòng đang rối loạn trước tai nạn của ba và gặp Nhạn nơi này? Tại sao con vẫn còn phân vân nghĩ tới chuyện ở đây mà không lo việc ba con trông khám? Mà thật vậy sao má? Đó là sự thật, cho nên tao mới đưa bác gái đi kiếm mày nè. Làm, bây giờ con phải lập tức đi về tử thú để lãnh ba con ra. Đó là con học cách làm người và làm đứa con hiếu thảo, cũng như ba con đang bắt đầu học cách làm cha. Làm, mày hãy yên tâm, có tao, tao sẽ ra đầu thú với mày. Cháu Du, cháu Nhạn và cháu Tài, các cháu đã khổ đau vì thằng Lãm, bác thay mặt cho cả gia đình xin lỗi và chúc mừng các cháu. Chúng cháu rất cảm kích và cảm ơn bác gái. Xin các người hãy tha tội cho tôi. Tạm biệt.
con không sắp sắp làm người và là đứa con thiếu, cũng như bao đang bắt đầu học cách làm gian.